Cái 10-30 tuổi lên trở lên là thấy là da nó sạch sạch, không dưỡng là coi như là tên. Em công nhận hơn 30 là thấy là nó da nó không không còn bằng mà dưới 30 lên. Hai mấy là nó bắt đầu chỉ thấy bảy rồi, nó súng rồi, cái từ năm mươi thấy rõ luôn á, cái bảy nó súng rồi, từ 30 lên 50 nè. Cái đó là nó tù không phanh luôn á. Ừ. Tù nhanh lắm. Vậy thấy rõ luôn. Bởi mấy đứa này nhỏ dạ em bảo. Chị bà biết là nó 20 á, em bảo uống sữa tươi rồi. Như là uống collagen á. Tầm hai có lúc khá hảo là nó cũng uống. Chứ mấy đứa này là nhỏ mà. Nhỏ thì chỉ cần sữa mà. Vitamin hay là uống thêm sữa tươi là được. Nó cao đường kính như chị. Bé ba em mới hôm qua. Giờ tại vì chưa thấy thấy nó bình thường. Ở đâu qua nếu là không kịp. Dạ. Nó tốt lại cũng không kịp. Không kịp luôn. Mất nhanh lắm. Xuống nhanh. Để hồi lại lâu lắm. Chịu khó xíu nha em. Ngọn quá trời nè.
Dạo này bị okay. Nhà có thuốc gì sức mụn không em? Dạ. Cái nhà em có thuốc gì sức mụn không? Dạ. Em bị mụn này cho nên sẹo quá trời luôn. Dạ. Còn bị lâu quá. Còn nhiều không yên? Cũng không nhiều lắm chị. Mũi hai bên nhiều không chị. Cơm chưa? Tôi tưởng chưa cơm to một tấm này nó lục lục cơm cháo biết rồi. Ổn. Ừ. Sáng đi lên trên chi cục thuế. Lên thuế ra ổng dành cho ông tận cái mặt ngu quá thì anh cho ổng ngu một cái em không biết gì đâu. Cơm chỉ. Mình đã nói thì nào giờ mới làm mình đầu tiên tôi biết cái gì đâu. Hiểu không? Thì mình phải lên trên đó kêu ông trên đó chỉ. Ông chỉ giống như là ông hơi khó chịu một chút. Nói thẳng luôn nó em không biết. Rồi xong rồi ông kêu cái nào họp phường cái nào gì đó. Ở về gặp sư phụ với đây rồi.
Thật sư phụ rồi, hôm mới chạy bán sống bán chết vậy. Rồi cũng vô nói thẳng với sư phụ, nói bây giờ vậy 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 á, bây giờ nhờ anh giúp mình em cái. Sư phụ nói ừ, em có đem ra ngoài. Ủa sao sư phụ dễ dữ luôn đó hả? Nhảm nhảm gì vậy? Có lại không? Nhảm gì vừa đó. Ông giờ ông đang ở bên bên phường 5 hả? Ừ, sáng giờ tao mò đầu ở dưới phường 5, ở dưới cả cả nguyên buổi sáng luôn á. Ở bên nhà Nguyên. Nói tiếp nha. Không quá trời luôn. Ừ. Ừ thì đó, tôi kể cho em biết là tình hình là như vậy á. Thì đã nói rồi, không có thiệt gì hết. Hẹn ông bữa nào đi ăn uống mà về. Cố lên nè. Hẹn ông rồi. Cho hết mụn. Không thẹo thấy mặt rồi. Bây giờ tình hình như vậy đó, anh giúp mẹ cấm nó. Ừ. Được rồi, em cứ đem ra ngoài đi. Để anh nói từ đó một tiếng. Mình nộp hồ sơ rồi. Rồi xong rồi cái mình mới đi ra cho thằng kia. Ông ra có cái thằng kia luôn. Cái thằng cẩn phải không? Không biết đậu. Phải không? Mà có vẻ như cây cú á nha. Mình có vẻ như cây cú á. Chưa ký. Đâu ký liền được. Ở đâu ký liền được. Hẹn thứ sáu. Nó phải theo trình tự chứ dễ gì mà làm liền cho mình. Nhưng mà tóm lại là thấy sư phụ nói vậy á. Sư phụ ra sư phụ nói thẳng như đó luôn mà. Thì sư phụ cũng nói là mình vậy đó. Cái thằng kia nó đòi coi cái biên bản của thằng bên kia với thằng ấy đó. Cái biên bản bữa đó. Cái mình nói mình đâu có được quyền giữ cái biên bản đó. Giống như là nó không tin đâu sư phụ á. Hiểu không? Thì đó thì trình đó tóm lại là nó đi tới đó đó. Vậy nha. Ủa anh bôi này là cái gì nữa vậy? Ủa chứ mà nãy là bôi cái gì? Nãy cũng chạy xe mình có ống xanh cái đặt nẻ. Có nghĩa là một ống mà mình làm nửa ống chứ bây giờ để dành nửa ống sau á hả? Nó tới đây làm, không chịu làm, người ta làm vậy. Dỗ sao cho nó đi lấy mụn với ngoài nó rộn. Chị cũng có nói mà, con mới tới đây con làm á, con sẽ hết mụn, sẽ đẹp ra. Thích lắm nhưng mà tới đây mắc cỡ. Bé mấy tuổi chị? 13 tuổi. 13 tuổi chị biết đẹp đâu. Cái
có nhiều đứa nó sẵn điều lắm, em 13 tuổi sẵn điều lắm, tại thằng bé em dạ. Chịu khó tới nha, còn chán mà. Thank you.
để dặn nghe rồi. Nấu canh luộc được thì sống. Sống hả? Dạ, em mới cắt ra. Nó đỏ hả? Là nấu tắt lửa hả? Ok, alright, nên kiểm tra lại cho nó nè. Nó làm sẹo hết da.